mưa quá trời quá đất. Không tưởng tượng được là nước Ý đón mình vào cái ngày đầu tiên sau 19 năm mình trở lại thì nó lại kinh khủng như thế này. Khi mà mình mọi người coi qua clip và Linh coi lại thì Linh cũng thấy chẳng có gì sợ hãi, nhưng mà lúc mà ở đó đó, ngồi trên chiếc xe và ở một cái nơi hoang vắng, gọi là trên cái đường cao tốc mà lâu lâu mới có một chiếc xe đi cùng chiều với mình nha cả nhà, còn ngược chiều thì mọi người cũng thấy thỉnh thoảng thấy vài chiếc xe rồi đó, thì cũng hơi sợ một tí, lo lắng là không biết mình có tìm được cái chỗ mà mình sẽ ở cho cái đêm nay hay không. Và ở ngoài thì có rất là nhiều cây rơi xuống, lá bay mịt mù luôn á cả nhà. Tụi mình tới đây, mọi người nghe là cái tiếng giông gió ngoài vẫn còn. Và đây là cái phòng của tụi mình ngủ, chung phòng với lại con của mình. Ở đây là cái phòng cái đi vệ sinh, có treo vài bức tranh. Và đây là cái phòng bếp. Dạ, cái này là để cho ngày mai sáng mình ăn ở đây. Phòng này là mình thuê, mình không có hỏi ông xã là bao nhiêu tiền, mà là người ta chuẩn bị bữa ăn sáng cho tụi mình luôn. Hey, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đang mới vừa thức dậy thôi, chưa có trang điểm gì cả, và ở một cái thành phố tên là Cavado của nước Ý. Đây không phải là một cái thành phố đầu tiên mà tụi Linh tới của năm nay thôi nha, tại vì Ý thì Linh đi nhiều rồi. Nhưng mà đây là một cái thành phố đầu tiên sau một buổi sáng mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ dài và say. Thì mọi người xem clip vừa rồi mọi người thấy là tụi Linh đã phải đi trong giông bão như thế nào rồi. Và tụi Linh tới đây thì cái thành phố Cavado này là, nếu mọi người có xem tin tức về corona cái đợt đầu tiên thì cái thành phố này trải qua cái biến cố rất là lớn, nghĩa là cái thành phố có nhiều dịch bệnh nhất ở Ý, và người ta phải chọn cái người nào để giữ lại, để giữ lại mạng sống đó, những người trẻ, còn những người già thì phải chết, phải thiêu đốt, thì nó rất là kinh khủng. Thì ở đây hiện tại bây giờ người ta, người lớn tuổi người ta vẫn sợ cái nhà, cho nên họ còn phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên thôi, bây giờ mình bỏ qua cái chuyện đó, Linh sẽ quay cái cảnh đẹp cho mọi người coi nhé. Đây, sáng là nhìn thấy nó như vậy, hồi tối mưa quá trời, nhưng mà khi mà tới đây á thì vẫn còn đèn, đèn phố rất là đẹp. Tụi Linh ở cái chỗ này chỉ ở một đêm thôi, thì ở đây họ không còn, mình đặt trễ quá cho nên họ không còn phòng nữa. Thank you, thank you. Và đây là buổi sáng này cả nhà, hấp dẫn không? Sao mà ăn hết. Tụi Linh ăn sáng nha, và sẽ gặp cả nhà sau. Bye bye, chút xíu gặp lại. Linh tính dừng lại để ăn nhưng mà người ta lại bổ sung thêm đồ ăn sáng. Linh nói thật nha, Linh chỉ ăn vài miếng này là Linh no rồi, mà bây giờ quá trời quá đất đồ ăn này cả nhà. Bánh mì que, đồ này đặc trưng của Ý. Đào, trái thơm, bánh ngọt. Mọi người đều có một phần riêng, vậy làm sao mà ăn hết được cả nhà. Linh lấy cũng được. Nói chung là tại lì bì á. Dạ hả? Này, tại vì Linh ăn sáng thường là chỉ ăn vô gót thôi, không có ăn mấy cái món nặng bụng như vậy. Cho nên hôm nay ăn nó thử mọi thứ một chút là nhiều lắm. Còn cái bóng bánh ngọt mọi người thấy hồi nãy là Linh không có đụng vào rồi đó. Cái dưa này á, nó ngọt nhưng mà nó không có mềm, cho nên Linh thích ăn hơn. Da ist doch ein Wespe.
con ong mật, nó thấy nhiều đồ ăn quá nó chạy. Looking next to you, I'm like, please. Vừa ăn xong cái miếng cá xong á, format thì cô lại để bánh mì mới nướng ra nữa, lên xe một tí xíu. Thơm, thơm ơi là thơm luôn. Ăn cái gì người ta? Linh sẽ ăn với cái miếng này. Thơm, không biết thơm làm kiểu gì. Mỗi thứ một tí xíu rồi ăn thử thôi. Ma đồng. Ăn như vậy thì đỡ ngán không? Mình ngồi mình ăn sáng mà cô cứ đem hết cái này cái kia ra. Trời ơi làm sao mà ăn nổi, ăn hết cái này no hai ngày luôn á, chứ đừng nói là lo nó tới chiều. Và cô đem bổ sung ra cái món này gọi là phô mát đó cả nhà, và ăn thử với cái gem này, cái gem apricot. Thì Linh để lên, Linh ăn thử nha, tại vì Linh nhậu quê lắm, Linh có ăn mấy cái món này nào giờ không có ăn mấy cái món mà cá phô mát này gì đâu, đâu tại vì sợ không phải nhậu quê mà thật ra sợ mập á. Thank you, gracias. Mình để lên như vậy nha, mình ăn nha. Linh thì thấy lạ thôi, tại vì nào giờ không có ăn quen á, cho nên không biết nó ngon hay không. Ăn sáng xong thì nhà mình thu xếp lên đường. Tại cái mục tiêu mà tụi mình muốn tới á, không phải ở cái khu vực này. Và trước khi đi xa thì tụi mình buộc phải sạc điện. Mọi người biết không, đi cái xe điện á, thì nó cũng tiện lợi, nhưng mà nó cũng cực là mình phải tìm cái chỗ sạc. Không biết cái chỗ này làm sao mà đã bị làm bể làm hư như vậy rồi. Và sạc chưa vào thì anh xã Linh đi vào siêu thị để hỏi cái thông tin của cái chỗ này. Nóng kinh luôn á cả nhà, nóng lắm luôn á. Cái mùa này đúng là mùa nóng ở cái vùng Ý. Tụi Linh hả, hôm qua đi mưa thì thấy ok, mừng mừng quá, nó mát, nó hơi mát hơn là tưởng tượng. Nhưng mà đến hôm nay thì đúng là cái thời tiết của nó rồi, nó trở lại thì nóng quá. Cái cây này là cây lavender đây. Nếu các bạn đi chơi du lịch ở châu Âu á, và cũng không khí mát mẻ á, thì mấy bạn nên đi vào tháng 4, tháng 5. Nếu là đi Ý thì tháng 4, tháng 5 đẹp. Và tháng 5, tháng 6 thì sẽ đi đến cái vùng giống như là miền Tây nước Pháp á, thì ở đó có những cái cánh đồng hoa lavender nè, lavender. Rồi cái cánh đồng hoa hướng dương á, đẹp lắm nha cả nhà. Và ở Áo thì khoảng tháng 6, cuối tháng 6 thì trái cây rất là nhiều. Cái xanh với lại apricot nó nhiều lắm. Là trái mơ với lại trái cherry á cả nhà. Bây giờ thì đợi anh xã Linh ra và coi tiếp tục cái chương trình của tôi Linh như thế nào.